cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh Nhá TV của mình nha. Thì hổng gại các bạn, một tuần thì mình chỉ ra có được một clip thôi, tại vì mình bận đi học các bạn quá là nhiều luôn, để chuẩn bị ôn thi cho học kỳ 2. Thì nhà của mình á các bạn cũng cách trường cũng rất là xa luôn, thì một ngày mình học 2 buổi. Mấy em đây học sao mấy em? Em học buổi sáng. À buổi sáng em cũng vậy luôn, học buổi sáng à. Còn mình thì học 2 buổi mấy bạn ơi, cho nên cái thời gian mình quay rất là ít luôn. Thì mong bạn thông cảm nha. Thì mỗi khi mà mình muốn quay các bạn thì trời lại đổ cơn mưa, còn những lúc mình rảnh mà trời ông trời cũng không có mưa thì mà lại trái buổi với mấy em này đi học các bạn, cho nên không quay được. Rồi vậy bữa nay mình quay gì anh Ngáo? Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món, đó chính là mì sốt siêu cay các bạn. Yeah. Thì nguyên liệu để làm được cái món này đó chính là gồm có ở đây mình có chuẩn bị, đó chính là mì cay này các bạn, của Hàn Quốc nha. Nghe tới ăn là thấy đã rồi đó. Đúng rồi. Nghe tới mì cay là em phái dữ lắm, em phái ăn cay. Đó. Thì mày phái ăn cay, bởi vì coi cái mặt của mày kìa, mụn không? Trời sao mày? Trời ơi, Thanh nó cũng đâu có muốn bị mụn đâu em. Cái này là tự nổi mà. Thì nguyên liệu ngày hôm nay là gồm có mì Hàn Quốc này các bạn ơi, kim chi nè, thì đó, đây là kim chi nè các bạn ơi, đây là tôm viên nè, cá viên, còn đây là xúc xích nha, còn đây là cái ba cái quả trứng gà. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt nước lên luộc mì trước nha các bạn. Đấy, xé mì ra đi Quang ơi. Dạ. Đó, còn Vũ Thanh em đi rửa cá viên, tôm viên, xúc xích cho anh đây. Dạ. Ok. Rồi, trời ơi, ra thôi Quang ơi. Dạ. Để bếp ra đi. Đây. Tụi mình sẽ bắt nước lên để chuẩn bị luộc mì nha các bạn. Quay xé mì đi em. Dạ. Đó. Để em xé hết luôn nha. Đó, ok. Để anh xé tiếp em ha. Dạ. Đó, trong thời gian chờ nước sôi mấy anh em mình sẽ xé mì nha các bạn. Đó. Xé cho cái bịch đúng rồi. Đây nè, cái bịch bột ớt này mới cay nè các bạn ơi. Đó. Đó, cái bịch này quan trọng nhất nè. Để ở đây nha. Rồi bây giờ đợi cho nước nó sôi nữa là trụng. Ok. Rồi đưa cái mâm qua đây đi anh Nhá, em chắc mì qua. Ok. Đây. Đó. Để đây đây. Rồi. Để mì vô. Rồi gia vị của mình sẽ để bên ngoài nha các bạn. Rồi. Ngon quán. Đâu rồi. Đó, được rồi. 2, 3, 4, 5, 5 gói. 5 gói rồi. Ok. Rồi, trước khi chiên mình sẽ rửa nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bịch ra. Rồi đổ xúc xích ra nha các bạn. Đổ xúc xích xong thì tới cá viên chiên. Rồi. Đây. Rồi trước khi chiên hay là hấp gì các bạn, mình phải rửa cho nó sạch nha. Đó. Giờ mình sẽ đổ nước vô. Rồi mình sẽ dặn nước nha bạn. Đó. Cho đầy luôn. Giờ mình cho ra gõ nha bạn. Rồi. Trời ơi, gió quá nước nó lậu sôi các bạn ơi. Rồi giờ sao anh Ngáo? Anh thấy đằng cái băng ghế đá nhà anh có cái thùng giấy, giờ em chạy đằng em lấy đi. Rồi để em đây làm cho dễ soi các bạn ơi, che lại. Rồi em gửi xúc xích xong rồi nè anh Ngáo ơi. Để cho anh đây, cắt ra luôn chưa em? Ủa anh luộc mày xong chưa? Chưa, gió nãy giờ nước chưa soi em ơi. Vậy? Dạ anh Ngáo. Mình làm gì trắng gió luôn nha các bạn. Rồi quá ok, chờ xíu nữa là nước nó soi rồi. Ủa như đây mày là ba anh em mình ăn no nê luôn hết anh. Không chịu ăn không hết luôn á. Đúng rồi đó. Trời ơi, bọn nó chín rồi nè. Nó nở ra luôn rồi đó anh Ngáo ơi. Rồi, vậy được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Lấy cái thao Thanh ơi. Giờ mình làm cái gì anh Ngáo? Giờ mình sẽ cho mì ra cái thao cho nó ráo nước nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho mì ra nha. Cái mì nó bự. Cho mì ra cái giá này các bạn ơi. Sàn để cho nước nó xuống rồi mình sẽ cho đây cái thao của mình nha. Đó, cho cái thao đi Quang ơi. Dạ. Đây nè. Rồi, cắt để lên thêm anh Ngáo.
Này, chỉnh xúc chưa? Rồi, đó. Nhìn em ngáo ơi. Từ từ em ơi. Đó. Ơi, cho cái thao. Đó. Còn nữa bạn ơi. Còn cho vô hết luôn nha. Đây. Để ra luôn. Đó. Rồi Quang ơi, em bưng cái này đi dẹp đi Quang ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ chiên xúc xích rồi cái viên chiên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây đi. Xíu nữa mình sẽ trộn sao nha các bạn. Rồi đọc bếp lên ngáo. Rồi em okay. Bật bếp lên. Rồi Vũ Thanh ơi, bây giờ em chiên xúc xích với cá viên với tôm viên luôn nha. Dạ. Rồi còn rồi, mình sẽ để xúc xích vô đầu tiên nha các bạn. Đó. Còn nó mình nước rồi, nó có dạ Quang thì sẽ trộn mì vậy các bạn. Đó. Rồi Quang ơi. Dạ. Bây giờ em xé mấy cái bịch bột ớt vô luôn đi Quang ơi. Đúng rồi. Mấy cái bịch này chai dữ lắm luôn mấy bạn ơi. Đây nè. Ui. Đó. Anh ơi, theo em á thì em 5 bịch ở đây thì em ăn được mấy bịch? Nãy con Quang nói em ăn chai bị mụn đúng không? Em ăn 2 bịch à. 2 bịch hả? Trời rồi Quang, em tự tin ăn được mấy bịch? Trời ơi, em chắc 1 bịch rồi. Trời ơi. Rồi 2 bịch là được rồi các bạn ơi. Đó. Em ăn chai yếu quá. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho kim chi vô luôn nha các bạn, cho cái màu nó đặc sắc thêm nha. Anh lấy nhiều nha anh Ngáo. Ok. Đó. Để qua. Còn nữa nè. Đó, em banh cái miệng bọc ra cho anh đi Quang ơi. Đó. Để qua các bạn ơi. Đây. Trời. Thêm nữa đi. Đó. Miếng nữa đi các bạn ơi. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ trộn luôn nha các bạn. Đó. Quá đã luôn rồi Quang ơi. Đó. Trời ơi cái màu của nó là Thanh ơi. Dạ. Rồi chả xúc xích cho đều đều nha em. Dạ. Thôi chuẩn bị gấp cho nha Thanh. Dạ. Anh thấy là nó ok rồi đó nha. Đây. Đó. Trộn vậy là quá đều luôn rồi các bạn ơi. Đó. Quá đã luôn rồi. Rồi. Rồi vậy gấp ra được chưa anh Ngáo? Được rồi đó em ơi, gấp ra đi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra luôn nha bạn. Đó. Gấp rồi để đâu anh Ngáo? Kìa, để ra mâm kìa em. À. Gấp nhanh lên Thanh ơi, nhanh lên. Đây để anh tiếp em ha. Rồi. Rồi mấy cái này mình tưởng là mấy con bật không các bạn ơi. Xích nó hợp. Để ra. Trời dầu văng nó ghê luôn á. Rồi gấp ra. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cho hết cái phần này vô luôn nha các bạn. Đó. Đó, đó. Chiên một lượt luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ em làm gì nha. Giờ em chuẩn bị trộn trộn đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho mì ra mâm luôn nha. Đó. Nghe Thanh. Cho ra hết luôn nha các bạn. Đó, 5 gói mì. Nãy nhìn thì bự lắm luôn các bạn. Mà giờ làm xong kìa, còn một xíu à. Đó. Cái này còn kim chi nữa các bạn ơi. Tiếp cho hết luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt xúc xích ra nha các bạn. Đó. Cái gì chiên? À, cái gì chiên, quên. Đó. Rồi, kéo qua bên kia đi Quang ơi. Dạ. Rồi bây giờ lấy nè. Đó. Rồi lấy ra để ra mâm nè Thanh ơi. Dạ. Đó, có tặng anh tiếp không? Tiếp đi anh. Đây đây. Rồi. Đó. Dạ. Rồi để ra, để ra Thanh ơi. Đó, màu cam với màu trắng cho nó nhiều màu đẹp đẹp. Vô vô. Rồi. 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 Cho lô vô luôn Thanh ơi. Dạ. Còn miếng nữa em ơi. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi tiếp theo mình làm gì anh Ngáo? Rồi tiếp theo mình sẽ chiên trứng luôn nha các bạn. Đó đây còn 3 trứng nè, chiên luôn đi Thanh ơi. Dạ. Đây. Đó, chiên luôn em ơi. Rồi, dạ. Rồi mấy anh em mình sẽ bắt đầu nhập tiệc luôn nha các bạn. Đó. 3 cái trứng thôi là được ăn rồi. Đó.
Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ cho ba cái trứng vô luôn nha các bạn. Rồi đi ngáo ơi. Cho vô một lượt luôn nha các bạn. Cái này mình ăn lòng đào hết ngáo. Đúng rồi, ăn vậy cho nó béo nó ngon. Rồi bạn ơi, chiên cái trứng này xong nữa là mấy anh em mình nhập tiệc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tét dầu lên mấy cái lòng đỏ nè. Đó quá. Nó chín luôn nha các bạn. Đó. Đó. Trời ơi sao bây giờ mình đói bụng quá luôn mấy bạn ơi. Chưa về mấy em ăn gì chưa em? Dạ chưa. Chưa ăn luôn hả? Anh cũng vậy luôn. Đó, quay clip rồi ăn luôn mấy bạn ơi. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ vớt trứng luôn nha các bạn. Dì, chuẩn bị ăn. Đó, cho nó ráo dầu đi rồi cho ra nha các bạn. Đó. Mình sẽ để ở đây nha các bạn. Đó. Ôi. Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Ăn đi anh Ngáo ơi. Đó, bây giờ mấy anh em mình sẽ dọn dẹp lau bạn sạch sẽ rồi mời bạn cùng ăn nha. A few moments later. Nặng thế này lên anh Ngáo. Ok, mình sẽ xịt tương cà còn quay sẽ xịt tương ớt nha các bạn. Đó, xịt đi quay ơi. Rồi. Wow, Nguyễn cùng nhau. Đúng rồi. Rồi. Quá đường mấy bạn ơi. Rồi các bạn ơi, cuối cùng mấy anh em mình cũng đã làm xong cái mâm mì nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn nha mấy em. Dạ. Đây, mỗi người một lon nước của chú Thanh nè. Của quay của mình nha các bạn. Ăn đi Ngáo ơi. Đây. Đủ rồi. Đó, đủ em nè. Rồi, thì bây giờ mấy anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Đây, gắp đi rồi. Rồi cho anh biết cảm nhận nha. Dạ. Đó, xúc xích nè các bạn ơi. Rồi xong rồi. Mình chỉ là ăn với cháu rồi. Mới nói cái mưa luôn rồi. Trời ơi, bưng vô. Bưng vô. Con nước bạn ơi, đặt nước. Vô. Các bạn thấy chưa, bởi dạng quý nó thường các bạn ơi, ông trời muốn mưa lúc nào là ông mưa à. Đó, có lúc ăn mà cũng khó khăn nữa. Rồi. Đây, mở bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mì cũng ngon chứ các bạn. Ủa đã. Ngon hả anh? Ngon hả? Kim chi nè các bạn. Trời ơi nó cay. Đã. Thêm một khối nước rồi. Dạ. Rồi. Hai khối nước luôn nha. Dạ, từ từ để em nước. Ok. Rồi, 1, 2, 3. Đó. Rồi. Rồi. 1, 2, 3. Vô. Xích cái chuyện nè em ơi. Đây. Dạ, cảm ơn anh Ngáo. Đắp vô. Mà hai rồi, cái thứ hết nè. Em đang ăn nè. Ủa, ừ. Quá đã luôn rồi. Trời mưa không mà nắng vậy Ngáo. Đúng rồi anh ơi. Con mưa không có còn dầu hết. Đúng rồi. Mưa mà nắng vậy là mưa không có lâu đâu. Xíu gì. Mưa là nắng thì làm sao cái Ngáo. Đúng rồi, thôi mất mưa rồi. Ăn thử trứng nha các bạn. Trời ơi, miệng nó dai. Trứng nè bạn ơi, mời bạn nha. Nãy nó thấy dầu nhiều quá hết lòng đào luôn rồi. Trời chín luôn rồi em ơi. Anh mới khổ miếng nè. Còn chứ.
Trời ơi đã. Trời ăn mưa mà ở trong đây ăn mì cay nữa. Uống thêm miếng nước nữa. Uống miếng nước. Cuối cùng mấy anh em mình cũng đã ăn xong rồi. Mình được quá no các bạn ơi. Nói chung là ngày hôm nay làm một cái mâm mì siêu ca này rất là ngon luôn nha. Thì nếu bạn nào thích video này hãy cho mình xin một đăng ký, đây chuông nữa một tên nhắn TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.